Mất 3 tháng rồi đến quyết định đến tháng đó không chưa. Tính là ông cứ để đấy không thế là phải từ 3 năm đổ ra để cho gọi là cái cơ thể con người mà chôn xuống đấy rồi tiêu hóa được hết. Đấy là như thế. Còn nếu như mà 2 năm mà mình đã cất lên ấy thì cũng có người sạch, tức là người ta tiêu hết, cũng có người chưa tiêu hết. Đấy là như thế. Thế thì những người mà dính bảo chưa tiêu hết thì nghe làm cái thứ sợ mà nó ghê. Mà không công được vào nữa ra thì đấy là sai xương.